chào hết chị em ơi, ha. chào mừng anh chị em ơi. mình trở lại với kênh trải nghiệm vlog ha thì hôm nay em lại tiếp tục lên clip nói về mai vàng thì hôm nay nó cũng đã rơi vô là ngày 18 tháng chạp ha thì dọn dạng chúng ta chỉ còn khoảng 12 ngày nữa là sẽ đến tết ha thì hôm nay em lên clip này để chia sẻ và nhắc nhở với anh chị một số vấn đề này ha thì ở đây hôm trước em có nói với anh chị là em chơi khoảng 4 cây và em trong lá từ ngày 13, 14, 15, 16, 17 thì có những cây em xuống lá ngày 15, có cây em xuống lá ngày 16, có cây em xuống lá ngày 17 và có cây em cũng xuống lá ngày, ngày 6, lúc sáng ngày 18 nè thì hôm nay em lên cái clip này để chia sẻ với anh chị như thế này em có bốn cây nhưng mà thực tế bây giờ có hai cây nó đã có hiện tượng hơi chấm xóm nhưng mà hai cây đó là một cây em lặt vô mười mười sáu và một cây thì em lặt ngày mười tám nhưng anh chị phải hiểu như thế này không? những cây mà nó nó bị nổ sớm thường anh chị sẽ phải tại sao người ta hạn chế chơi gọi là mai non tại vì mai non cái nhiệt cái 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 mai non khi mà nó ra nút cái nút nó sẽ không chắc được như là cái mai già mùa ha mai già mùa nó ra nó cái cái sức chịu đựng của thời tiết của nó rất là rất là tốt rất là khỏe khi mà ví dụ như lạnh hoặc là nắng nóng thì cái cái thời gian để chốc vỏ lụa của nó thì nó cũng sẽ dao động từ 4 ngày 5 ngày cho tới 6 ngày và chúng ta dễ xử lý còn đối với những cây mai non thì dường như rất là khó xử lý nó mà gặp lạnh thì nó sẽ điếc liền mà nếu nó gặp nóng quá thì trong vòng một hai hôm nó ra bung sạch gọi là nó bung sạch hết lụa nó bị nở sớm ha thì em sẽ cập nhật tình hình à, nút nụ mấy cây mai của em hôm nay cho anh chị xem ha thì cây trước mặt này thì cây này anh chị xem video em thường xuyên sẽ biết cái này rồi ha thì cái này cây mai chút nhất à, những cây mai như thế này thì ít nhất nó không phải từ 7 cho tới 9 mua thì cây này em lãi lá vào ngày hôm qua là ngày 17 tháng chạp ha, thì cây này dường như hôm nay thì nó khá là ngon nè nút nụ nó đang chuyển nó đang chuyển lên căng trắng ha thì vô ngày 18 nút nụ mình như vậy thì rất là đạt nè anh chị xem ha nó đạt ở cái chỗ là nó chưa có bung nó chỉ mới có sọp lụa đó ha. anh chị xem nè nó đang sọp lụa và nó tách một phần của vợ cháu anh chị thấy nè ha. Đó, nó đang tách ra dần thì cái hiện tượng khi mà nó tách dần cái vỏ chấu này ra là nó đang chuyển mình nút để cho nó giúp cái nút của chúng ta dễ phát triển và vào 19 20 thì dường như nó sẽ bong ra ha. Rồi, ở đây là giai đoạn của cây gọi là cây chuẩn ha, cây chuẩn mực. Thì anh chị có thể xem xem coi nút nụ mình như thế nào ha, và anh chị sẽ so với cây của mình. Đây ha, thì đây anh chị xem kỹ giùm em nè thôi nè anh chị thấy không nó đang lột lụa nó trắng nó bóng lên hết rồi thì bây giờ cái này còn tầm hai ngày nữa là nó sẽ bông ha nó anh chị thấy nè nó lột lụa ra hết rồi thì ở đây là một cây điển hình anh chị xem ha đây là những cây điển hình là đúng gọi là đi đúng có thể là đúng vô 30 mươi một rồi đến cây thứ hai cũng là thuộc vụ cây mai ngon để em lia cho anh chị xem ha là cây này cây này là cây em lãi ngày 15 anh chị xem ha hôm nay bắt đầu nó trắng hết lên luôn và đồng thời nó cũng đã có một số nút bị bể nè anh chị xem nè đó nhưng mà cái lượng bể nó chỉ chiếm có 10% phần trăm trên tổng thể cây thôi anh chị xem ha cây mai này nó trắng lên hết nút nụ nó đã phát triển ha và nó đang lú đâu thì cái lượng mà nó đi sớm như vậy nó cũng không đáng kể nó tầm 10% phần trăm thôi thì nó không ảnh hưởng gì hết anh chị cũng không nên lo thì nếu mà cây của anh chị hôm nay 18 mà lượng nút nụ như vậy và nó chấp Cháu khoảng 10 phần trăm như vậy thì chuyện bình thường thì những cái này nó sẽ nở lác đác vào khoảng 26 27 28 nha. còn cái lượng tổng thể là những cái này nó sẽ nở dần vào các ngày cuối giống như là 30 một là những cái ngày nó sẽ những ngày rộ cho những cái đó ha ở đây thì là cây cúc thổ hương em cũng xuống lá nói chung nó nở khá nhiều mà cũng còn khá là nhiều nụ anh chị xem ha. đó em hôm nay 18 thì em cũng xuống thổ hương anh chị nào mà thổ hương chưa xuống thì hôm nay cũng nên xuống ngay giúp em ha Tại vì nếu mà mình xuống trễ quá thì sợ nó sẽ không kịp thời gian để mà nó thúc đẩy tiến trình để mà nó chóc cháu và nó bùng à. nó 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 lên chân xanh. Tại vì cơ bản cái giai đoạn kéo chân xanh không là 7 ngày nữa ha. Thì mình đường nào mình phải cho nó sớm một xíu một ngày hoặc là hai ngày gì thì bình thường. Tại vì riêng thọ hương nó nở nó không có hiện tượng rụng cánh mà là nó nở là nó sẽ kéo dài được cho tới 7 ngày mà nó ôm nguyên bông ha. thì chúng ta nên cho nó sớm một xíu rồi thì sau khi đưa những cây chuẩn mực thì bây giờ em sẽ cho anh chị xem hai cây mai non là một cây nằm ở vị trí này ha là cây em ghép một mùa em ghép từ hôm cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2023 này luôn và năm nay em chơi luôn ha và một cây thủ đức ở đây thì hai cây này cây thủ đức nhỏ thì em lãi vào ngày 16 ha là cây này em lãi vào ngày 16 nhưng anh chị xem mà em lãi vào 16 17 18 hôm nay 18 là mới được có hai ngày thôi mà anh chị xem nó bung chân xanh nè năm nay thời tiết nó cực đoan quá anh chị nói chung là nó rất là thuận chứ không phải là nó xấu nhưng mà cái cực đoan ở đây là nó quá nóng đã là nó làm cho mai mình nó dễ bung mà bung rất là sớm nhưng mà anh chị xem nó bung ha trên tổng thể cây những nút này nó cũng đang phát triển nè nếu hôm nay toàn cây mà như vậy thì rất là tuyệt vời nhưng mà mình không thể nào gọi là chăn chuẩn được từng ly từng tí như vậy nó phải có một cái nhanh một cái chậm ha. điển hình hôm nọ em có quay cái chỗ mà em nói anh chị nó bị chai á anh chị có thể xem lại cái clip đó anh chị thấy nè là đoạn này em nói nó bị chai nè anh chị thấy này nó căng nó bóng lên đâu đó, nó lộ lộ luôn rồi nè thì là anh chị thấy nhưng như năm nay mai nó sẽ không có hiện tượng bị điếc mà nó chỉ có hiện tượng nở sớm thôi ha thì những cây này em đã mang vào trong mát anh chị xem nè em mang vô hướng này thì hướng ở đây từ đây mặt trời sáng nó từ đây nó đi vòng vòng qua đây, nó không có nắng ở chỗ này thì dường như ở khu này nó sẽ không có cái nắng ánh nắng nó chỉ có để mình để băng đi nó chỉ có hơi sương lên vậy ha và nó chỉ có cái độ hừng hơi ấm 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 của nhiệt độ mặt trời thôi chứ thật thẩn thừng là nó sẽ không có nắng ở cái, cái khu vực này thì em để ở như thế này tại sao em để như vậy nếu như vào ngày hôm nay mà những cái mai của anh chị nó đã bút chân xanh như vậy hết nè rồi là nó chấp hết cháu ha nó bút chân xanh hoặc là nó lên như thế này nè đó như thế này nếu mà nụ mình nó rớt vô như độ này mà nó vơi vô tầm 21 22 là cực kỳ đẹp là những cái này nó sẽ nở anh chị biết khi nó vô như vậy thì qua ngày hôm sau á nó sẽ lên như vậy ha nó lên như vậy thì từ cỡ này nó sẽ 7 ngày sau cái bông cái này nó sẽ nở này, nếu nó vô vô 21 22 như vậy thì anh chị cộng lên 7 ngày sau thì nó phải dơ vô 28 29 30 nó nở một cái bông cái thì những bông sau nó sẽ đeo đi tiếp còn của em ở đây hôm nay những bông này nó đã bút chân xanh Vậy xem nè thì hôm nay 18 anh chị cộng 7 ngày nữa nó có thể lên là 25 mà đưa vô mát em có thể kéo thêm hai ngày nữa có thể lên là 27 thì 27 nó bể nút nó đi những cái bông cái trước thì nó sẽ nở 10 cái 10 phần trăm trên cây này nó nở 10 phần trăm nó sẽ nở kéo dài 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 10 trăm nó cho tới mùng 1 thì từ mùng 1 những cái bông những cái nút còn lại này nó sẽ rộ anh chị hiểu không em ha những cái nút này nó sẽ rộ vào mùng 1 thì cây chúng ta nó vẫn chơi bình thường À, tại vì cái lượng mà nó nổ lúc sớm này nó chỉ nằm, nằm khoảng 10 phần trăm thôi chứ không nhiều anh chị xem này trên cái lượng tổng thể 10 cho tới 20 trăm bên này nó còn dạng còn nguyên luôn. đây nó ở có 1 2 3 4 cái nút trên đây cũng vậy anh chị thấy ha. cũng có 1 2 3 ở đây một chùm này thì cũng có vài cái lắc nát Nói chung là nó nổ cái diện là sẹn kẽ chứ nó không có nổ hết anh chị thấy ha nó ra những cái này thì những cái kia nó vẫn còn những cái bông đeo nó thì nó sẽ đeo dài cho tới tết luôn thì chúng ta cũng không có gì sợ. À, nhưng mà em nói với anh chị như thế này, Mai non mình phải chấp nhận ở cái vấn đề thời tiết mình khó kiểm soát lắm. Thì như em, như vậy em hên khu vực em sống nó có cái nơi không có nắng sáng mà cũng không có nắng chiều mà là nó đỡ được nằm ở ngoài trời giống như anh chị nhìn đây, ha. nó à, là, là đây. nó vẫn nằm ở ngoài trời thì nó hưởng được cái sương đêm. Nó vẫn thuận tiện để cho cây chúng ta chấp được cái vỏ cháu còn nếu như cây của anh chị hiện tượng đang như cái này tốt nhất anh chị để ở những nơi có nắng sáng giùm em để chiên để cho những cái nút còn lại này nè nó có thể thuận lợi để chóc vỏ cháu ha anh chị mang hết vô trong nhà để mà không có ánh nắng thì thường những cái này nó sẽ bị nín nó nó không có ánh nắng thì cái này nó sẽ không bông được anh chị để ý ha, những nút này nó không có nắng nó sẽ không bông được tốt nhất anh chị để ở những nơi mà nó có ánh nắng sáng từ 7 giờ tới 9 giờ là được rồi nha, nhà nào cũng vậy và anh chị cứ canh anh chị đừng sợ trễ tại vì cây như này nó sẽ không bao giờ trễ được nữa tại vì nó có trễ cách mấy thì từ 25 26 27 thì những cái nút này nó đã nở ra anh chị nên anh chị không có phải lo là cây chúng ta nó đã bị trễ ha. nó chỉ có đi sớm thôi ha thì anh chị hãy cho nó ăn cái nắng sáng mẹ để mình lấy những nút này chơi vào tết chứ mà chúng ta tiếc chúng ta lại đem vô nhà luôn á là những cái này nó sẽ không mở được còn những trường hợp đem để luôn vô trong nhà là những trường hợp như thế này nếu 18 19 mà nút nào nó, nó cũng nó cũng lột lên như vậy nè nó xe như cái bông sen vậy nè là anh chị mang vô nhà luôn em anh chị mang hẳn vô trong trong mát không cần nắng gì hết để những nơi án gió và mát anh chị để hai ngày luôn ví dụ 19 nó như vậy thì anh chị để làm sao tới 21 anh chị mới đam nó ra nắng từ từ anh chị cho nó 21 chị đem ra buổi buổi chiều 20 buổi chiều 20 hoặc là sáng sớm 21 anh chị mang ra cho nó ăn xương ăn nắng từ 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 lại để cho nó thích nghi lại với cái môi trường nhiệt độ bên ngoài ha thì anh chị nhớ em điển hình là cây 70 phần trăm nút nụ như vậy thì mới đem vô trong nhà luôn ha chứ còn nó lác đác như của em vậy thì mình vẫn phải tìm những nơi hơi nắng nhẹ hoặc là ở được những nơi là nó có thể ăn được xương đêm và ban ngày thì nó phải có một chút xíu gió một chút xíu hơi ấm của của ánh nắng mặt trời mặc dù không cần mặt trời chiếu trực tiếp nó vẫn sẽ bông lụa tại vì cơ bản cái lớp lụa chúng ta nó đang ở đà phát triển và nó đang bông mà thì nó đã báo hiệu là các cái cái búp ở trong này nó đã có sự tiến triển nó đang nở búp lên để mà nó bốc lụa thì nó sẽ bung toàn cái dù chúng ta để ở nơi hơi mát không cần nắng nhiều ừ. thì cây này là cây em lặt bữa 16 mà anh chị thấy nó phát triển kinh khủng khiếp nó phát triển quá nhanh năm nay rất rất là nhiều anh chị sẽ bị trường hợp mai nở sớm nên anh chị cố gắng đưa cây vào mát giúp em à, còn cây này là hôm nay 18 em mới em mới lãi hết lá nè mà anh chị xem nó nó bung nè đấy ha cây này là cây một mùa này Đó, anh chị xem nó bung cây này thì nó bể khoảng nếu mà tính đúng mà để mà mình là ước lượng theo cái khoảng cổ phần trăm thì cây này nó bể khoảng 25 phần à, trăm nhưng mà những cái bể này thì nó cũng giống như cây thủ đức này thôi thì cái lượng bể nó chỉ là một phần anh chị xem ha. nó bể ra nhưng này vẫn còn này. nó còn rất là nhiều luôn này như nhánh này còn nguyên ở đây thì nó bể nhưng mà anh chị thấy nút nụ ở phía ngoài nó vẫn còn thì những cái này em đem vô trong mát vậy thế không em để chung với trong đây là nó sẽ dán em sẽ kìm hãm nó lại cho đến ngày 28 em sẽ cố gắng hết sức để kìm hãm bởi vì tại sao nhà vườn người ta ít chơi mai non là vậy mình chơi mai non mà lỡ nó tụt chặt với cái thời tiết á nó dễ nở sớm nè nó dễ bị nín này. và khi bị như vậy mà mình tính để chơi mình sẽ ép cây mà mình ép cây thì cây nó dễ bị suy cho năm sau tại vì anh chỉ biết cái này nó không anh chị biết là cái này nó không có nó chỉ mới bắt nhựa thôi anh chị hiểu ha rồi thì anh chị xem video xem cây mình nó đang rơi vô trường hợp nào thì anh chị áp dụng theo trường hợp đó dùm em rồi thì video em đến này nó cũng dài anh chị xem video thấy hết vui lòng cho em xin một like một chia sẻ đăng ký kênh đồng thời bật luôn cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất bên em rồi em cảm ơn chào anh chị chúc anh chị chăm cây thật là vui vẻ